Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo Vietnamnet cho biết, ngay từ sáng sớm Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn khiến khắp ngả đường Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực. Các phương tiện kẹt cứng, chịu cảnh chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Mặc dù áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội, tuy nhiên vẫn gián tiếp gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Cụ thể, khu vực Hà Nội hiện vẫn đang tiếp diễn tình trạng mưa vừa mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngay từ sáng sớm. Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc khi mưa lớn khiến các phương tiện giao thông chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên Hà Nội, khu vực Nguyễn Trãi, mưa lớn khiến nước lênh láng, ngập sâu khiến giao thông ở đây gần như bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí, mưa lớn ngập qua bánh xe khiến các phương tiện giao thông hỏng máy, người tham gia giao thông phải dắt bộ dưới mưa. Còn khu vực đường Nguyễn Tuân, mưa lớn mênh mông biến cả đoạn đường thành một con sông, cảm tưởng người dân phải dùng xuồng, ghe để có thể di chuyển. Ô tô di chuyển qua các cung đường trên như lao trong biển nước, các nhà mặt phố bị nước đục tràn vào nhà, nhiều người phải tìm chỗ tránh ngập trên vỉa hè. Lòng đường biến thành biển nước, vỉa hè trở thành khu vực để các phương tiện tìm lối thoát. Thậm chí, nhiều đoạn đường trên khu vực Hà Nội ngập đến nửa mét khiến người tham gia giao thông vất vả trên đường đến chỗ làm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực Hà Nội và các vùng lân cận với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 80mm, có nơi trên 100mm. VN Express đưa tin, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Bắc miền Trung từ Quảng Bình trở ra Thanh Hóa mưa to. Tại thành phố Thanh Hóa, lúc 6 giờ 30 sáng nay, hàng loạt tuyến phố như Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Trường Thi, Triệu Quốc Đạt, Trần Phú ngập sâu cả nửa mét. Các điểm ngập nặng nhất là ngã tư Lê Lợi, Trần Phú, vòng xuyến trước trụ sở công an thành phố cũ, đường Triệu Quốc Đạt. Anh Nguyễn Văn Đông ở phường Điện Biên nói, lâu rồi mới chứng kiến một đợt mưa gây ngập lớn như thế này, nhiều con phố như biến thành dòng sông. Mưa ngập đúng vào giờ cao điểm người dân đi làm, học sinh đi học khiến đường phố ùn tắc, giao thông hỗn loạn. Chị Nguyễn Thị Liên chở hai con đi học từ hơn 6 giờ, song mất hơn 30 phút mới đưa được một bé đến trường tiểu học cách nhà 1 cây số. Con trai lớn phải chờ ô tô gầm cao mới có thể băng qua điểm ngập. Con trai chị Liên phải xin phép cô giáo cho nghỉ một tiết học đầu do đi trễ. Rất nhiều học sinh ở nội thành thành phố Thanh Hóa cũng bị muộn học do tắc đường hoặc xe phụ huynh bị ngập, chết máy. Một số em phải quay về nhà vì ngã xe hoặc mưa to gây ướt quần áo. Hơn 7 giờ, dòng phương tiện nối đuôi nhau ở nhiều tuyến phố trên các đường Điện Biên, Trường Thi, Ba Đình. Hàng trăm ô tô, xe máy gầm thấp, chết máy nằm trên đường chờ cứu hộ, khiến tình trạng ùn tắc thêm phức tạp. Gần 8 giờ, mưa ngớt, nước rút dần, phương tiện có thể di chuyển thuận lợi hơn. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, 3 ngày qua, mưa lớn diễn ra ở nhiều tỉnh miền Trung gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Mực nước liên tục dâng cao khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, giao thông tê liệt. Tại tỉnh Quảng Trị, ông TKT, tên viết tắt, sinh năm 1964, thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bị sét đánh tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lũ khiến 6 người bị thương. Tình trạng ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt tuyến phố ngập sâu từ 50 đến 70cm. Chưa có thống kê chi tiết thiệt hại, ghi nhận ban đầu đã có hàng nghìn hecta lúa và hoa màu của người dân ở các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh bị hư hại do ngập úng, gãy đổ trong mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tỉnh có 25 hồ đập đầy nước, hơn 150 hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Nhiều nhà máy thủy điện thông báo xả lũ. Có 31 điểm ngập nước buộc phải chặn trên các quốc lộ và tỉnh lộ. Nhiều điểm bị sạt lở nặng, 1.178 ngôi nhà bị ngập, 1.081 hecta hoa màu bị hư hỏng, 116 hecta ao hồ bị ngập, hàng trăm con gia súc bị cuốn trôi. Tại Hà Tĩnh, có nơi nước lũ dâng ngập tận nóc nhà. Nước dâng cao cuốn theo lượng lớn đất đá khiến giao thông tắc nghẽn, nhiều nhà dân bị nước chảy vào.
Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 27 tháng 9, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng cùng ngày, khu vực phòng trọ nơi có hơn 40 học sinh của nhà trường đang thuê ở bị ngập sâu trong nước lũ. Các em học sinh đã phải trèo lên nóc nhà cầu cứu lực lượng chức năng. Sau khi biết tin, giáo viên nhà trường cùng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đưa các em ra khỏi khu vực ngập nước và bố trí để các em nghỉ tạm trong các phòng học của nhà trường. Bộ phận nhà bếp của trường cũng hỗ trợ nấu ăn cho các em. Ngoài ra, giáo viên nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng, người dân khu vực xung quanh hỗ trợ áo quần cho các em. Hiện các em chưa có sách vở để học. Các em học lớp 12 đang học sách giáo khoa chương trình cũ sẽ được nhà trường bố trí cho mượn. Còn các em lớp 10 và 11 vì học theo chương trình sách giáo khoa mới nên hiện chưa có sách để hỗ trợ các em học tập. Từ đêm ngày 26 tháng 9, trên địa bàn thị trấn Tân Lạc xuất hiện mưa lớn, nước dâng cao liên tục, lại vào thời điểm ban đêm nên các em không kịp trở tay. Sách vở, quần áo, các vật dụng cá nhân đều bị nhấn chìm trong biển nước. Đến 27 tháng 9, khu vực phòng trọ bị nước lũ dâng cao, ngập tới nóc nhà. Để bảo đảm an toàn, các em học sinh đã leo lên nóc nhà cầu cứu. Huyện Quỳ Châu là địa phương ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Nghệ An. Nước lũ về nhanh khiến thị trấn Tân Lạc bị cô lập. Đặc biệt các khối Tân Hương, khối 3, khối 4, khối Hòa Hải và một số hộ dân ven sông Hiếu trên địa bàn thị trấn Tân Lạc. Nước lũ đã dâng lên tận nóc nhà. Các xã Châu Thắng, Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Nga, Châu Phong, Châu Hội, Châu Bính đều có các khu dân cư và các hộ dân bị ngập. Toàn huyện có 1.038 hộ bị ngập, hàng nghìn con gia súc, gia cầm đang được các lực lượng cứu hộ hỗ trợ di rời đến nơi an toàn. Theo thông tin từ VOV, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thông tin, tính đến sáng ngày 27 tháng 9, theo thống kê trên địa bàn, hiện 10 trên 12 xã đã có khu vực thôn, bản bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Khu vực nước lũ dâng cao nhất là thị trấn Tân Lạc. Ông Lê Hải Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục lụt cho biết, mức lụt ngày hôm nay chạm mốc lụt lịch sử năm 2007. Hiện nay, huyện đang dồn toàn bộ lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân trong những ngôi nhà bị ngập. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 600 nóc nhà bị ngập, nhiều tài sản, vật nuôi bị nhấn chìm. Huyện Quỳ Châu đã có 2 công điện khẩn, huy động lực lượng tại chỗ trực bão lụt 100% con số từ huyện đến xã. Mưa từ 12 giờ đêm qua đến ngày 27 tháng 9 vẫn đang dồn dập với lượng mưa đo được khoảng 400mm, khiến toàn bộ hệ thống sông suối, ao hồ trên địa bàn toàn huyện bị ngập, trở tay không kịp, nhưng trước mắt phải lo cứu người. Đến nay, con số báo cáo chưa có thiệt hại về người. Chị Hồ Nga, tiểu thương trú khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu kể, lúc 3 rưỡi sáng ngày 27 tháng 9, cả nhà thức dậy thấy nước tràn vào nhà, mấy gian hàng của gia đình chìm trong nước không kịp trở tay. Đến 6 giờ thì nước ngập khiến toàn bộ hàng hóa, bao công sức tích góp của gia đình chị chìm trong nước, có nguy cơ mất trắng. Theo chị Nga, nước đang dâng rất mạnh, từ quốc lộ 48 tràn vào như suối. Mặc dù ngôi nhà của gia đình chị đã cất nền rất cao nhưng vẫn bị ngập. Còn ngoài đường, nước ngập ngang cổ, cả khu chợ trước nhà chị Hồ Nga ngập toàn bộ. Chị Nga cho hay, chỗ nhà tôi, nhà ông bà ở khu chợ là ngập đến nóc nhà luôn. Dân chợ thì họ cũng lo chạy lụt ở nhà họ, nên hàng hóa trên chợ bị trôi hết. Như nhà tôi đây cũng trôi sạch nỏ, còn được cái chi cả. Ông Lan Trọng Khâm, trưởng bản Kẻ Bòn, bản sắc thị trấn Tân Lạc cho biết, hưởng ứng kêu gọi của huyện, lực lượng tại chỗ của bản đã thức đêm để ứng cứu các bản Tân Hương, Tà Sỏi, nhưng quốc lộ 48 ngập sâu trong nước, nên lực lượng cứu hộ đành đứng nhìn dòng nước. Hiện các tuyến đường liên bản, liên xã đã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị nước dâng tận nóc. Không chỉ huyện Quỳ Châu, huyện Thanh Chương, mưa lớn kèm theo gió lốc đã khiến một số địa bàn đã gây thiệt hại, ngập úng, chia cắt một số tuyến đường. Hiện tại nước dâng trên các hồ thủy đập đã đạt ở mức thiết kế, nhiều vùng thấp trũng trên đồng ruộng đã bị ngập, nhiều ao nuôi cá của hộ dân đã bị tràn. Còn tại huyện Kỳ Sơn đã xuất hiện lũ ống khiến người dân hết sức lo lắng. Khi lũ về, người dân cùng chính quyền ra sức di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn. Lũ ống về nhanh khiến đường xá bị hư hỏng, giao thông ách tắc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.